Trong hai ngày mùng 10 và ngày 11 tháng 8, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Tường phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công đoàn. Dự và chỉ đạo buổi tập huấn có đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đại diện Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, trường học và doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy huyện nhấn mạnh, thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về lý luận, kỹ năng cơ bản và cập nhật, bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý. Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ công có bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác góp phần thực hiện tốt chức năng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao. Trong thời gian 2 ngày học tập, các học viên được truyền đạt các chuyên đề như kiến thức chung về chủ trương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, chính quyền của huyện, kiến thức về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, các chủ trương, chính sách và hoạt động xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cách mạng màu, kiến thức về nghiệp vụ tài chính công đoàn.